Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mình và mọi người chúng ta cùng trao đổi về cái phần thiết kế cũng như là những cái cấu trúc bên trong của dòng sản phẩm mới này để xem nó có sự khác biệt như thế nào mọi người ha. Và cái dòng sản phẩm này nói về mới thì nó cũng không phải là mới nữa. Thì Thiên Vũ về dòng súp này thì Thiên Vũ kinh doanh đâu đó cũng được tầm xấp xỉ gần 1 năm rồi. Như quý vị chúng ta thường theo dõi kênh Thiên Vũ thì sẽ thấy là hầu như những dòng sản phẩm khi mà mới nhập về thì Thiên Vũ test rất là kỹ, đánh giá được nó có ok hay không, rồi sau đó mới là bán ra cho thị trường, bán ra tới tay khách hàng. Và khi đó thì sẽ được đón nhận những cái đánh giá của khách hàng ok này kia, thì khi đó mình mới là làm clip để mà giới thiệu chi tiết hơn về cái cấu trúc bên trong này kia. Và hôm nay thì mình cũng muốn là mình cùng mọi người chúng ta cùng theo dõi và cùng mình chúng ta sẽ tháo ra để chúng ta xem cái thiết kế bên trong. Và ở một clip khác thì mình sẽ giới thiệu cách sử dụng cho mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn về cái dòng sản phẩm mới này. Rồi nhắc tới thương hiệu SE Audio Technique thì dòng sản phẩm này Thiên Vũ kinh doanh đâu đó cũng được tầm là 4-5 năm rồi. Với cái tính chất về âm thanh cũng như độ bền của nó thì bên mình không đánh giá ha, là được khách hàng đánh giá thì nó rất là ok. Những dòng sản phẩm, những bộ âm thanh mình lắp cách đây 4 năm nhưng bây giờ quay trở lại thì khi mà mình nghe, mình cảm nhận thì cái độ mà suy hao của nó rất là ít. Thì nói như vậy được rằng là về tầm giá và cũng như độ bền của dòng sản phẩm này nó cho ra rất là ok. Và bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta khui ruột cái chiếc súp này ra để chúng ta cũng được nắm rõ hơn về bên trong ha. Ok mọi người, thì trước mặt mọi người đây là dòng sản phẩm mà mình muốn cùng mọi người hôm nay chúng ta cùng trao đổi về thiết kế và cũng như là cấu trúc bên trong của nó. Thì đây là một thương hiệu tới từ Đức, mã của nó là SE Audio Technique S112i Pro. Bây giờ thì mình sẽ tổng quan sơ qua cái phần thiết kế bên ngoài của nó. Thì mọi người nhìn vào đây thì loa được thiết kế rất là gọn. Đây là phần mặt lưới của nó ha. Thì dòng này thì logo sẽ được dập ở phía bên hông chứ không đặt ở phía trước như dòng SE MF3. Mọi người nhìn vào cái lớp lưới thì mọi người thấy là lưới được phủ một lớp sơn tĩnh điện và thép rất là dày và rất là cứng luôn mọi người ha. Khi mình gõ vào thì chắc chắn rằng mọi người chúng ta nghe cái âm thanh thì mọi người biết được rằng là nó đang rất là cứng và rất là dày luôn. Đó, đây là phần mặt trước của nó. Nó được thiết kế rất là liền lạc và nhìn nó rất là đẹp. Mọi người chúng ta có thể là xem cận cảnh ở ngoài được. Còn về phần thùng thì loa được sử dụng mà đóng bằng gỗ ép và được sử dụng một lớp sơn cát rất là cứng luôn. Thì bây giờ mình sẽ vạch sự thử xem nó có bị xước không. Nếu mà xước thì mình trả lại cho hãng. Bởi vì hãng nói là thùng này là bao nước đó. Nên là mình mọi người thấy này, đó. Nó không có để một lớp xước gì hết, rất là cứng luôn mọi người ha. Thì mình thấy được rằng là cái lớp sơn của dòng sản phẩm này họ rất là chú tâm tới và rất là cứng, nó không có hề một lớp xước nào hết. Đó, mình thấy rất là mạnh luôn này, nó không hề có. Đó. Ngoài ra nữa thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người thấy được rằng là tất cả 8 góc đều có ke hết. Đây mọi người thấy đều có ốc ke hết. Lát nữa chúng ta sẽ xem bên trong để xem là ke này là ke dạ, ốc dạ hay là nó có ke hay không. Thì có một số thùng thì ốc vặn dạ vậy thôi, bên bên trong nó không có một cái ke sắt. Cái này nó giúp gia cố cái thùng. Mọi người chú ý được rằng là những cái dòng thùng thông thường một thời gian thì nó sẽ hay bị nứt ở giáp mũi như thế này. Nhưng mà những cái dòng sản phẩm của châu Âu, những cái hàng chính hãng thì chúng ta sử dụng 5, 10 năm, bao nhiêu năm đi nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ bị rạn nứt như thế này. Rạn nứt như thế này là do cái gì? Do chất lượng gỗ không được tốt, rồi chất lượng đóng gắn này kia không được ok. Và khi mà loa nó đánh á, với một áp lực lớn thì nó sẽ làm cho cái thùng bị rung và sẽ làm cho các cái đường giáp mũi như thế này nó đều sẽ bị rạn nứt hết. Nhưng mà những cái dòng thùng hàng châu Âu thì mình chưa thấy nó bị nứt khi nào. Chỉ trường hợp khi nào bị rớt quá mạnh này kia thì mình mới thấy nó bị nứt ở những cái ở những cái khe như thế này. Thì đó là cái sự khác biệt của hàng châu Âu đó. Và đây và phía sau mình phải cho mọi người chúng ta xem cái phần thiết kế phía sau. Đây là cái bộ khuếch đại của nó mọi người ha. Đó. Thì dòng này thì có DSP và
Thì ở clip sau thì mình sẽ giới thiệu cận cảnh và mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta sử dụng cái phần DSP của nó. Và trong DSP nó sẽ có cái gì? Mình mách cho mọi người một xíu là cái này chúng ta sẽ đánh được Karios và Alpha Karios luôn mọi người ha. Đó, cái điểm rất là hay của trong phần DSP đã được tích hợp. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta khui ruột ra để xem là ruột gan của nó bên trong nó sẽ như thế nào. Cái đó chúng ta sẽ đánh giá tiếp. Một lát nữa đây thì mình sẽ mời bạn Mr. Luân bán sẽ khui phần thiết kế bên trong để mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta xem những cái cấu trúc phần bên trong của nó ha. Thì vừa rồi thì mình đã có nhờ bạn Luân bạn ấy vặn ốc này kia xong xuôi hết cả rồi. Trước khi vặn ốc thì mình có bàn giao rồi là cứ mỗi xước một con ốc là trừ tháng lương mọi người, cho nên là chắc bạn không dám để cho xước ốc đâu. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ nạy nó ra. Thì đặc xước này có giá trị cũng rất là cao, cho nên là mình cũng rất là cẩn thận, mình nạy nó ra từ từ, mình quấn băng keo để cho không có bị chảy xước này kia. Xước này thì một khi đã xác định khui ra rồi thì mình sẽ làm demo thôi. Đó. Nói chung là khi mà khui những cái chiếc xước có cái tầm khuôn khúc giá cao như thế này thì rất là rung tay luôn. Đấy. Nhưng mà cũng phải khui ra để mọi người chúng ta xem. Đây. Ok, đây là phần lớp lưới của nó. Phần phía trong thì được bọc một lớp nị và mọi người thấy cái phần lưới rất là cứng rồi mọi người ha. Đó. Mình uốn mà nó không hề cong một chút nào luôn này. Rồi, rất là cứng. Rồi, tạm thời gác qua một bên cái đã. Và đây là phần củ loa. Về cái khâu hoàn thiện của dòng sản phẩm này thì mình thấy nó cũng rất là ok. Ở bên trong cũng được sử dụng phun một lớp sơn cát rất là cứng luôn mọi người ha. Đó, giống như phần lớp sơn ở ngoài luôn. Đó, rất là cứng cáp. Đó. Mọi người nghe cái tiếng là mọi người thấy nó keng keng như vậy là biết nó cứng đến mức độ nào. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ khui cái ruột ra ha. Mình sẽ ngựa nó lên mình để mình khui. Dòng này thì lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Cái dòng này thì mọi người thấy này, họ đều có trám một lớp sơn và đều sử dụng bằng ốc ren mịn. Ở trong này, trong phần gỗ thì họ sẽ ép một con tán ở trong này chứ không bắt trực tiếp vào gỗ như một số dòng khác. Thông thường thì mấy cái dòng mà công suất lớn hoặc cái dòng chất lượng cao một chút thùng á thì hầu như là tán sẽ được bắt vào trong gỗ luôn. Để nó tạo được sự cứng cáp hơn. Đây là cái phần mặt trước của loa. Thì nhện thì loa được sử dụng 2 gân. Và loa thì được màng loa thì được làm từ bằng giấy mọi người ha. Đó. Nó sẽ tạo ra được một cái âm và một cái độ một cái âm chân thật, và khi hai màng nhún như thế này đó thì nó sẽ cho ra một cái âm bass nó mềm và sâu hơn. Bên trong ôi đây là phần ruột. Đây, mời bạn quay cận cảnh chi tiết phần củ loa. Mình thấy củ loa được thiết kế cũng rất là đẹp, rất là hầm hố. Khung thì được làm bằng khung nhôm mọi người ha. Chứ cái này khung nhôm chứ không phải khung gang ha. Đó. Nhôm đúc nguyên khối. Mọi người nhìn vào củ loa thì sẽ có serie number đầy đủ. Chúng ta có thể check mã serie. Đó. Serie của thùng tổng thùng loa riêng, mà serie của củ loa họ sẽ riêng hết. Đây mọi người có thấy, đây là SE Audio Technique,
Đấy, có số serial number đầy đủ hết, rồi là trang web của SE. Đó. Đây là cái phần màng nhện của nó. Này thì loa sử dụng côn đâu đó là 75 mọi người, côn cũng khá là lớn đó mọi người ha. Loa 3 tấc sử dụng côn 75 thì cũng rất là lớn. Đó. Thông thường thì những cái cụ loa súp á, thì cái độ nhún của nó họ thiết kế khi nào cũng sẽ cứng hơn so với những cái cụ loa full. Đó. Thì vì thông thường thì nó đánh, nó chịu cái tần số thấp cho nên là cần phải có cái màng cứng một chút để cho nó không có bị thục ra thục vô nó quá sâu đi, nó sẽ làm cho bị over, nó sẽ dễ bị over hơn. Đó. Đây, bạn có thể quay cận cảnh về cái thiết kế cụ loa. Nhìn rất là đẹp. Từ thì đâu đó khoảng tầm 18 mọi người. Rồi. Mọi người chú ý vào đây thì những cái dòng loa này thì thông thường sẽ có được phủ một lớp sơn dầu như thế này. Cái thứ nhất là về nó sẽ đáp ứng được cái tuổi thọ này kia. Màng thì cái gân thì được sử dụng bằng gân gân vại. Vì nếu mà chúng ta không có một lớp dầu như thế này thì chúng ta sử dụng với một thời gian dài, khí hậu nóng bức này kia thì nó sẽ hay bị rách những cái mà những cái gân như thế này, nó sẽ bị hay bị rách, cho nên là hầu như bây giờ phần lớn của loa thì cái phần gân sẽ được phủ một lớp sơn dầu như thế này. Đó, nó sẽ chịu được cái thời tiết cũng như là thời gian sử dụng nó sẽ bền hơn. Rồi chúng ta sẽ gác cụ loa qua một bên đi. Đây là cấu trúc bên trong. Thì cũng được sử dụng một lớp nị để mà tạo ra những cái âm lọc âm này kia, tạo ra không gian cho cái thùng như những cái thùng loa thông thường khác. Và đây là cái phần bo công suất của nó mọi người. Nhìn cái bo công suất rất là hầm hố luôn. Đấy. Phần dây nhựa này kia được cuốn rất là kỹ càng. Dây thì cũng được sử dụng dây bằng dây 2.5 mọi người, rất là lớn. Đó. Thì ở một clip khác thì mình sẽ giới thiệu về các cái tính năng và cũng như là cái chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Clip thì mình muốn làm cùng mình với mọi người chúng ta cùng xem, rồi xem cái thiết kế bên trong để xem là nó như thế nào, để mọi người chúng ta cũng được nắm rõ hơn về cấu trúc bên ngoài rồi cấu trúc bên trong. Và clip thì mình sẽ dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.